AIA Việt Nam là nơi để các MBRT phát triển toàn diện với nhiều chương trình đào tạo hỗ trợ đặc biệt, tham gia các khóa huấn luyện đỉnh cao với các chuyên đề được thiết kế riêng biệt, tham dự các hội nghị MBRT trong nước và quốc tế theo chương trình thi đua và còn rất nhiều đặc quyền hấp dẫn khác dành cho tinh hoa MBRT của AIA. Khẳng định đẳng cấp cá nhân và nâng tầm sự nghiệp của chính bạn, hãy trở thành MBRT ngay hôm nay.